kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Tĩnh Gia. Chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức hội nghị giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Dân. Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2018. Các địa phương trên địa bàn huyện tập trung phòng trừ bệnh đạo ôn. Bản tin an toàn giao thông, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 3. Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 3, Trường Trung học Phổ thông Tĩnh Gia 1 đã tổ chức lễ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2018 và tuyên dương giáo viên học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2017-2018. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Lê Thế Kỳ, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đại diện Hội khuyến học và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu và toàn thể đoàn viên thanh niên Trường Trung học Phổ thông Tĩnh Gia 1 đã cùng nhau ôn lại truyền thống 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2018. Cùng với quá trình xây dựng và trưởng thành của nhà trường, 57 năm qua, các thế hệ đoàn viên thanh niên Trường Trung học Phổ thông Tĩnh Gia 1 luôn nỗ lực hết mình, thi đua dạy tốt học tốt, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Đoàn trường luôn khẳng định vị thế và vai trò quan trọng trong tập hợp thanh niên, đồng hành cùng thanh niên trong học tập, sáng tạo, hình thành các kỹ năng xã hội. Vì vậy, trong những năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Trung học Phổ thông Tĩnh Gia 1 được đánh giá là lá cờ dẫn đầu trong công tác đoàn và phong trào thanh niên của huyện nhà. Nhiều năm liên tục được các cấp bộ đoàn tặng cờ thi đua, tặng bằng khen, giấy khen. Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2017-2018 vừa qua, Trường Trung học Phổ thông Tĩnh Gia 1 đã có 30 học sinh đạt giải học sinh giỏi các môn văn hóa, xếp thứ 16 trên 109 trường trung học phổ thông trên toàn tỉnh. Trong đó có 2 giải nhất, 9 giải nhì, 8 giải ba và 12 giải khuyến khích, tăng 25 bậc so với năm học 2016-2017. Đạt được kết quả trên là có sự nỗ lực rất lớn, khẳng định vai trò, trách nhiệm của người học sinh, người đoàn viên, thanh niên đối với bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội. Là sự tận tâm, tận lực trong việc truyền thụ kiến thức của đội ngũ thầy cô giáo nhà trường. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đã biểu dương và ghi nhận kết quả mà thầy và trò Trường Trung học Phổ thông Tĩnh Gia 1 đạt được trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh, để nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, nhất là chất lượng giáo dục mũi nhọn, nhà trường cần tạo điều kiện để học sinh được học tập trong môi trường tốt nhất. Các thầy cô giáo, nhất là giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh giỏi, cần đầu tư nhiều hơn vào bài giảng của mình, xem đây là sứ mệnh và là niềm đam mê của người làm công tác giáo dục. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cũng đề nghị các em học sinh cần tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm của người đoàn viên, thanh niên, nỗ lực học tập, phấn đấu, đạt nhiều thành tích cao hơn nữa, để ngày mai lập thân lập nghiệp, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 3, tại nhà văn hóa thôn Hồ Trung, xã Tân Dân, Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình xã Tân Dân phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018. Tham dự hội nghị có đồng chí Trương Ba Duyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và trưởng các phòng đơn vị liên quan cùng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Dân. Đồng chí Hồ Đình Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện khai mạc và chủ trì hội nghị. Theo đó, trong năm 2017, xã Tân Dân đã tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về mục đích, ý nghĩa và các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Với sự quyết tâm chung sức đồng lòng của cán bộ và nhân dân địa phương, đến nay xã đã đạt 14 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ngoài thu nhập từ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia súc,
gia cầm. Nhân dân trong xã còn tích cực phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Từ đó thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 27,7 triệu đồng trên người trên năm. Cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, các công trình phúc lợi trên địa bàn xã được quan tâm, đáp ứng tốt nhu cầu đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân dân. Trong giai đoạn 2012-2017, đã và đang xây dựng 34 công trình, dự án về hạ tầng thiết yếu với tổng giá trị công trình là hơn 49 tỷ đồng. Tỷ lệ trường học các cấp đều có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia. Các thôn trong xã đều có nhà văn hóa đạt chuẩn theo quy định. Xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, 100% các hộ dân sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh. Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu lên những khó khăn vướng mắc trong quá trình xã Tân Dân phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Như công tác tuyên truyền chưa đi vào chiều sâu, việc cụ thể hóa các kế hoạch chưa kịp thời, dẫn đến tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt còn chậm. Việc tiếp cận nguồn vốn của trên còn hạn chế, trong khi đó nguồn thu của xã chưa đáp ứng nhu cầu xây dựng hạ tầng nông thôn. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Đình Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã đánh giá cao những kết quả và sự cố gắng nỗ lực của cán bộ và nhân dân xã Tân Dân trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đồng thời đề nghị xã Tân Dân cần phân công trách nhiệm cụ thể cho các đồng chí trong ban chỉ đạo của xã để nắm rõ và triển khai thực hiện. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để tạo sự quyết tâm và đồng thuận cao trong cán bộ, nhân dân trong xã đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tranh thủ các nguồn vốn của các cấp và vốn vận động trong nhân dân để từng bước hoàn chỉnh các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng nhiều hình thức tổ chức sản xuất sát với điều kiện của địa phương, từ đó giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. Ngày 22 tháng 3, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tổ chức giao lưu bóng đá cán bộ đoàn chủ chốt, khối đoàn trường năm 2018. Sự và cổ vũ có hiệu trưởng, hiệu phó các trường trung học phổ thông, cao đẳng nghề Nghi Sơn và trung tâm giáo dục hướng nghiệp huyện. Tham gia buổi giao lưu có hơn 20 cầu thủ là bí thư, phó bí thư các đoàn trường được chia thành hai đội bóng là cán bộ đoàn chủ chốt các trường khu vực phía Bắc và đội bóng cán bộ đoàn chủ chốt khu vực phía Nam. Các cầu thủ của hai đội bóng đã thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả và cổ động viên những pha bóng đẹp mắt, kịch tính của môn thể thao vua. Thông qua buổi giao lưu bóng đá cho cán bộ đoàn chủ chốt khối đoàn trường để thắt chặt khối đoàn kết, giao lưu học hỏi trong công tác đoàn và công tác chuyên môn, đặc biệt là hưởng ứng phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại. Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 3, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cơ quan Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2018. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu và các đồng chí đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang, xung kích, tình nguyện qua 87 năm ra đời và trưởng thành của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cùng với sự trưởng thành và phát triển của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện, trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của cơ quan và huyện đoàn, chi đoàn Đài Truyền thanh Truyền hình đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức đoàn trên cơ sở địa bàn huyện ngày càng vững mạnh. Tuy số đoàn viên còn ít, bầy đoàn viên sinh hoạt tại hai tổ chuyên môn, nhưng với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, các đoàn viên trong chi đoàn đã tích cực tham gia các phong trào do đoàn cấp trên phát động. Tích cực nhận và hoàn thành tốt các phần việc của thanh niên như làm vệ sinh, tạo cảnh quan cơ quan xanh sạch đẹp, tham gia chiến dịch hè tình nguyện, phong trào nghĩa tình biên giới hải đảo, thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn nhân các dịp lễ Tết. Đặc biệt là tích cực tham gia các cuộc thi do huyện, tỉnh tổ chức. Trong năm 2017, chi đoàn đã có đoàn viên đạt giải tại cuộc thi viết Công dân Vương Mẫu, Tập thể Kiểu Mẫu làm theo lời Bác, Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại. Hàng năm vào các dịp kỷ niệm sự kiện trọng đại của quê hương đất nước, chi đoàn lại sôi nổi tổ chức giao lưu bóng đá, bóng bàn, cầu lông, phối hợp với công đoàn tham gia các tiết mục văn nghệ biểu diễn tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia. Là cơ quan thực hiện chức năng tuyên truyền, trong những năm qua, chi đoàn đã làm tốt công tác tham mưu cho chi bộ,
lãnh đạo cơ quan cắt cử phóng viên thường xuyên chủ động đi cơ sở, phản ánh kịp thời, khách quan tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh chính trị trên địa bàn huyện. Phát biểu tại lễ tọa đàm, đồng chí Cao Văn Lâm, trưởng đài truyền thanh truyền hình huyện, đã ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động của chi đoàn cơ quan trong những năm qua. Tiếp tục phát huy vai trò xung kích tình nguyện, cống hiến của tuổi trẻ, chi đoàn đài truyền thanh truyền hình cần chủ động, tiên phong trong các phong trào, các hoạt động bề nổi của cơ quan, phấn đấu nỗ lực thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn, xứng đáng là đội sự bị tin cậy của Đảng. Tại lễ tọa đàm, lãnh đạo cơ quan đã trao phần thưởng cho các đoàn viên có thành tích thi đấu xuất sắc tại giải bóng bàn do chi đoàn tổ chức. Với mục đích tiêm vaccine phòng bệnh gia súc gia cầm để tạo miễn dịch, chủ động bảo vệ đàn gia súc gia cầm đối với dịch bệnh, xã Hải Hòa đã đẩy mạnh công tác tiêm phòng đợt 1 năm 2018. Đến ngày 26 tháng 3, xã đã tiêm được 5 trên 8 thôn, đạt 60% trên tổng đàn vật nuôi của xã. Để công tác tiêm phòng bệnh cho đàn gia súc gia cầm đạt hiệu quả cao, Ban Nông nghiệp xã thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về mục đích tiêm phòng bệnh cho đàn vật nuôi, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, vận động hội viên, đoàn viên tham gia hưởng ứng, chuẩn bị đầy đủ vật tư dụng cụ, chỉ đạo tiêm phòng, chuẩn các loại vaccine. Bên cạnh đó, hướng dẫn tuyên truyền cho các hộ chăn nuôi nên thường xuyên vệ sinh chuồng trại, áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học để đàn gia súc gia cầm phát triển thuận lợi trong thời điểm sau mùa. Vụ chăm xuân năm 2018, toàn huyện gieo cấy được gần 4.500 ha lúa. Hiện tại, lúa đang bước vào giai đoạn đẻ nhánh. Tuy nhiên, thời gian gần đây, thời tiết nắng mưa xen kẽ, độ ẩm cao đã tạo điều kiện cho bệnh đạo ôn xuất hiện tại một số diện tích lúa tại các địa phương như Anh Sơn, Các Sơn, Định Hải, Tân Trường, Tùng Lâm. Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân huyện đã có công văn chỉ đạo ngành nông nghiệp, trạm khuyến đông, trạm bảo vệ thực vật và các địa phương cử các đồng chí là thành viên trong ban chỉ đạo sản xuất và khuyến nông viên thường xuyên thăm đồng, kiểm tra tình hình phát triển của cây lúa, đặc biệt là trên những giống lúa có nguy cơ nhiễm bệnh đạo ôn cao như Thái Xuyên 111, C23, BTE1, Thiên Ưu 8 để có biện pháp phòng trừ kịp thời. Đồng thời, khuyến cáo bà con nông dân dùng các loại thuốc đặc trị bệnh đạo ôn như Bum 650VKP, Katana 20SC, Bancan 60VP, phun theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng liều lượng nồng độ, đúng lúc, đúng cách và thực hiện đúng theo hướng dẫn trên bao bì. Đối với những diện tích bị nhiễm ở tỷ lệ cao, phải phun nhắc lại lần 2 để phòng trừ triệt để. Được sự hướng dẫn của các ngành hữu quan và chính quyền địa phương, hiện bà con nông dân ở các xã có diện tích lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn đang tập trung thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu bệnh. Hiện nay, trên địa bàn xã Anh Sơn có 30 ha lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn, có mật độ gây hại phổ biến từ nhẹ đến trung bình, tập trung ở các thôn Xuân Thắng, thôn Kiếu. Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về tác hại của bệnh đạo ôn cho bà con nông dân biết, đồng thời hướng dẫn nhân dân mua các loại thuốc đặc trị để phun trừ kịp thời. Nên sau khi đã phát hiện được sâu bệnh, thì hợp tác xã kết hợp với ban chỉ đạo sản xuất của xã Anh Sơn đã tiến hành phổ biến và tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể nhân dân và tiến hành đã phòng trừ sâu bệnh bằng các loại thuốc như Katama, Capun và như vậy là thuốc ba quân căng. Sau cái thời điểm như vậy là phòng trừ sâu bệnh thì như nhân dân đã tích cực hưởng ứng và đã tiến hành phòng trừ tốt. Thì sau đợt 1 chúng tôi sẽ tiến hành cho nhân dân như vậy là cách 3 đến 5 ngày sẽ tiến hành phun đợt 2 sẽ làm ảnh giảm bớt cái tình tối thiểu của việc phát triển sâu bệnh để đảm bảo cái năng suất sản lượng của vụ chiêm xuân 2018. Vụ chiêm xuân năm 2018, xã Định Hải gieo cấy được gần 180 ha lúa. Hiện nay, cây lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ. Tuy nhiên, do độ ẩm tăng cao cộng với việc bà con nông dân bón quá nhiều phân đạm nên đã tạo điều kiện cho bệnh đạo ôn phát sinh phát triển và gây hại cho lúa. Hiện nay, toàn xã đã có 50 ha lúa bị nhiễm đạo ôn, nằm rải rác ở 9 trên 9 thôn, có mật độ gây hại phổ biến từ nhẹ đến trung bình. Trước thực trạng trên, để chủ động ngăn chặn sự lây lan phát triển, hạn chế thiệt hại do bệnh đạo ôn gây ra, Ủy ban Nhân dân xã đã cử cán bộ khuyến nông hướng dẫn, đôn đốc nông dân tự kiểm tra đồng ruộng
phát hiện sớm diện tích bị nhiễm để có biện pháp phun trừ ngay từ khi bệnh mới xuất hiện. Trong cái thời gian vừa qua, cuối tháng 2 qua đầu tháng 3 thì nó xuất hiện cái bệnh đậu ôn. Thì sau khi mà phát hiện thấy cái bệnh đậu ôn nó xuất hiện thì về phía ủy ban chúng tôi đã triệu tập cái ban chỉ đạo sản xuất cùng với các thôn đã triển khai phun phòng đồng loạt 9/9 thôn. Hiện nay đối với cây lúa là trong cái thời gian gọi là để nhánh, và cũng hiện nay thì đã cuối thời gian để nhánh, chuẩn bị bước sang như vậy là đứng cái. Thì hiện nay công tác phòng trừ đậu ôn thì chúng tôi đã phòng trừ đạt 1 xong, và tới đây khoảng cách 5 đến 10 ngày sau tôi tiêm phun tiếp đợt 2 để đảm bảo về cái không cho cái sâu bệnh phát triển. Và đối với đậu ôn, đối với cây lúa hiện nay thì nhìn chung là phát triển tốt, không vấn đề gì. Và hiện nay đặc biệt là hiện nay cũng đã xuất hiện một số cái chuột bọ nó đã phá hại, thế nhưng mà chúng tôi cũng đã triển khai cho nhân dân như vậy là dùng bẫy rồi bắt, nói chung là đánh bắt bằng cách thủ công và có các biện pháp là phòng trừ tiếp theo. Đạo ôn lúa là bệnh gây thiệt hại nhất trên cây lúa. Khi đạo ôn xảy ra trên diện rộng thì ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng. Để cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, đảm bảo mục tiêu năng suất, sản lượng đề ra trong năm 2018. Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương cần tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn bà con nông dân tập trung chăm sóc lúa, cân đối bón phân theo tỷ lệ phù hợp, thường xuyên thăm đồng, phát hiện sớm diện tích phát sinh sâu bệnh để xử lý kịp thời hiệu quả. Đồng thời, khuyến cáo bà con nông dân, đối với diện tích mới xuất hiện và có nguy cơ nhiễm bệnh đạo ôn, phải ngưng ngay việc bón phân đạm và không để ruộng ở tình trạng khô nước, không để bệnh đạo ôn lây lan ra diện rộng. Trong thời gian từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 3, đội cảnh sát giao thông công an huyện tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện 67 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, ra quyết định xử lý 22 trường hợp, tước giấy phép lái xe 2 tháng 1 trường hợp, nộp thu ngân sách nhà nước số tiền là 7 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu vẫn là không đội mũ bảo hiểm, xe máy không có gương chiếu hậu, không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự, đi ngược chiều trên tuyến quốc lộ 1A, chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ. Trong thời gian này, trên địa bàn huyện xảy ra một vụ tai nạn giao thông tại km 58 cộng 870 đường Nghi Sơn Sao Vàng giữa xe ô tô biển kiểm soát 37C-15258 với xe máy biển kiểm soát 36H7-0911 làm người đi xe máy chết ngay tại chỗ. Chương trình truyền hình Tĩnh Gia hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.